Thưa quý vị khán giả, khả năng là mưa sẽ quay lại Hà Nội vào đêm nay và có thể kéo dài đến trưa mai mới tạnh hẳn. Đáng chú ý, mưa nhiều nhất vào lúc 7 giờ sáng mai, đúng thời gian mọi người đi học đi làm, nên nguy cơ ùn tắc đường như sáng nay có thể lặp lại. Ngoài mưa to cục bộ thì mưa còn có thể kèm theo cả dông sét. Dự báo sau 10 giờ sáng mai mới ngớt dần và tạm giảm vào buổi chiều. Không riêng thủ đô Hà Nội, nhiều tỉnh thành khác cũng có mưa quay trở lại vào đêm nay và sáng mai. Cảnh báo mưa tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Dù ít điểm mưa to nhưng quý vị vẫn cần đề phòng với lũ quét, sạt lở đất cục bộ ở các sườn đồi núi. Còn với thành phố Hồ Chí Minh, sau một ngày nóng, tối và đêm nay trời dịu mát dần. Các quận trung tâm thành phố là khoảng 27 độ. Phía Bắc và phía Nam mát hơn chỉ 26 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.